Hơn 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ em là con của các gia đình chính sách của xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê đã đón nhận hơn 33.000 ly sữa trong tổng số 42.000 ly sữa mà tỉnh Phú Thọ được nhận trong chương trình. Tính đến nay, quỹ này đã đem đến cho hơn 286.000 trẻ em khó khăn tại Việt Nam là hơn 20 triệu ly sữa, tương đương với 75 tỷ đồng. Trong 10 năm trở lại đây, tình hình tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam đã tăng từ 9%, từ mức 8 lít trên một người một năm vào năm 2000 lên tới 14,8 lít một người một năm vào năm 2010. Nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan 23 lít trên một người một năm và Trung Quốc 25 lít trên một người một năm. Tuy nhiên, tỷ lệ uống sữa không đồng đều giữa các vùng nông thôn, thành thị đã phần nào dẫn đến một thực trạng là cứ 4 trẻ em thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi, cứ 6 trẻ em thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân